Mỹ khẳng định Nga, Trung Quốc và Iran trở thành trục ma quỷ mới, Bắc Kinh lập tức lên tiếng. Nga hé lộ thỏa thuận hòa bình suýt đạt được với Ukraine, Bắc tin tấn công châu Âu. Ông Medvedev nói phương Tây âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky. Hungary cảnh báo phương Tây chỉ còn một bước nữa là đưa binh sĩ tới Ukraine. công bố ảnh vệ tinh căn cứ Iran sau vụ tấn công nghi do Israel tiến hành. Kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thành viên Đảng Cộng hòa ông Mike Johnson ngày 19 tháng 4 đã tuyên bố rằng Nga, Trung Quốc và Iran là trục ma quỷ mới. Phát biểu trên được chủ tịch Hạ viện Mỹ đưa ra sau khi các dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine, Israel và Đài Loan Trung Quốc, tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga và việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Trung Quốc vượt qua cuộc bỏ phiếu theo thủ tục tại Hạ viện. Ông Mike Johnson nói: "Theo tôi, Nga, Trung Quốc và Iran là trục ma quỷ mới và nhiều người trong chúng ta cũng cảm thấy như vậy." các dự luật viện trợ quân sự là sản phẩm tốt nhất mà chúng ta có thể có được trong hoàn cảnh hiện nay để giải quyết những nghĩa vụ rất quan trọng này. Cụm từ trục ma quỷ được cựu Tổng thống Mỹ George Bush đưa ra năm 2002 ám chỉ Iran, Iraq và Triều Tiên. Cùng với ông Johnson, một nỗ lực nhằm vực dậy cụm từ này đã được lãnh đạo phe thiểu số Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, 82 tuổi, nêu ra gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS, ông McConnell đã coi Trung Quốc Nga, Triều Tiên và Iran là những quốc gia như vậy. Phía Trung Quốc lập tức đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Mỹ sau phát biểu trên của chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc Lưu Bằng Vũ nói với Newsweek rằng, Trung Quốc kiên quyết phản đối và phản đối mạnh mẽ những nhận xét sai trái nghiêm trọng do một số người ở Mỹ đưa ra đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc và đã đưa ra những tuyên bố nghiêm khắc với phía Mỹ. Trước đó, các quan chức Mỹ cũng cho biết, Trung Quốc đang giúp Nga thực hiện việc mở rộng quân sự lớn nhất kể từ thời Liên Xô. Washington hy vọng việc tiết lộ thông tin tình báo sẽ khuyến khích các đồng minh châu Âu gây sức ép với Trung Quốc. Theo đó, các quan chức Mỹ cho rằng Trung Quốc đang giúp đỡ Nga trong một loạt lĩnh vực bao gồm sản xuất chung máy bay không người lái, năng lực hoạt động trên không gian và xuất khẩu máy gia công quan trọng để sản xuất tên lửa đạn đạo. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ không nêu tên khẳng định rằng Trung Quốc là nhân tố chính trong việc hồi sinh cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga vốn bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi Moscow đánh Ukraine. Quan chức này nói: "Quan điểm của chúng tôi là một trong những động thái mang tính thay đổi cuộc chơi nhất mà chúng tôi có thể thực hiện vào thời điểm này để hỗ trợ Ukraine là thuyết phục Trung Quốc ngừng giúp Nga tái thiết cơ sở công nghiệp quân sự của mình." Cụ thể các quan chức Mỹ ước tính, Trung Quốc đã cung cấp hơn 70% trong số 900 triệu đô la Mỹ máy gia công có thể được sử dụng để chế tạo tên lửa đạn đạo được Nga xuất khẩu vào cuối năm 2023. Ngoài ra, 90% hàng vi điện tử nhập khẩu của Nga được sử dụng để sản xuất tên lửa, xe tăng và máy bay trong năm ngoái là từ Trung Quốc không lâu sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Moscow và Kiev đã ngồi vào bàn đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán cuối cùng diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, nhưng đến tháng 5, các bên đã tuyên bố kết thúc đàm phán và không cần hái được bất kỳ thành quả nào. Báo Wall Street Journal WSG hồi đầu tháng 3 công bố những gì mà họ cho là chi tiết về dự thảo hòa ước đã chìm xuồng vào năm 2022, trong đó tính trung lập của Kiev là một trong những yêu cầu nhượng bộ chính của Moscow. Tuy nhiên mới đây, trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lần đầu hé lộ chi tiết một số điều khoản trong dự thảo hòa bình mà Nga và Ukraine suýt đạt được tại vòng đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 năm 2022. Một trong số điều khoản đó là nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận Istanbul, Nga sẽ đồng ý để phương Tây áp dụng điều 5 về phòng thủ tập thể trong hiến trường NATO đối với Ukraine. Tuy nhiên điều khoản này sẽ không áp dụng đối với Đồn Bát, miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea. Nếu những vùng lãnh thổ này bị tấn công, các thỏa thuận giữa Nga và Ukraine sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ thêm một điều khoản khác trong thỏa thuận quy định rằng sẽ không có căn cứ quân sự hoặc cuộc tập trận nước ngoài nào có sự tham gia của nước thứ ba ở Ukraine trừ khi có sự đồng ý của tất cả các nước bảo lãnh, bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên vào phút cuối, Kiev đã quyết định thực hiện những sửa đổi nhỏ đối với phần dành riêng cho các cuộc tập trận quân sự có sự tham gia của nước ngoài. Đài Russia Today hồi tháng 3 dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow và Kiev từng đồng ý về một dự thảo hòa ước vài tuần sau khi giao tranh bắt đầu và Nga không muốn tài liệu này được công bố. Nhưng toàn bộ quá trình đàm phán đã bị chấm dứt bởi quyết định từ phía Ukraine. Theo yêu cầu từ Anh, ông Peskov quả quyết. Thời điểm đó, truyền thông đưa tin ông Boris Johnson, khi đó là thủ tướng Anh, đã tới Kiev và thuyết phục chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky rút khỏi đàm phán với Nga. Ông Johnson phủ nhận bản thân đóng bất kỳ vai trò nào trong việc làm trạch hướng các cuộc hòa đàm. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Sputnik hôm 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, họ tức là các nước châu Âu chỉ muốn gây sợ hãi và ham dọa, không có lý do gì để chúng tôi tấn công họ, Chính họ muốn đưa NATO đến gần biên giới của chúng tôi hơn và chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra ở Ukraine. Ông Lavrov cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia khác ở châu Âu, bất chấp nỗ lực của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm lặp lại câu chuyện về mối đe dọa từ Nga trước cuộc bầu cử. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga mà không xem xét hệ quả của các biện pháp đó. Theo ông Lavrov, Nga không cảm thấy bị đe dọa khi các nước phương Tây cố gắng làm suy yếu Moscow. Người đứng đầu Ủy ban Châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen đã chỉ trích mạnh mẽ Washington vì chính sách tài chính đối với châu Âu. Theo cáo buộc, Hoa Kỳ đang tích cực bơm vốn ra khỏi liên minh châu Âu EU. Bà von der Leyen cho biết, liên minh châu Âu đang mất đi 300 tỷ euro, đây là khoản tiền của châu Âu bị đưa ra nước ngoài hàng năm, chủ yếu là sang Mỹ. Đây là số tiền mà các công ty chúng tôi cần và hành động trên của Mỹ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của chúng tôi. Bên cạnh đó, bà Ursula von der Leyen cũng thông báo rằng cùng với tiền, nhân sự có trình độ từ châu Âu đang chảy sang Mỹ, điều này tạo ra sự thiếu hụt trong nhiều ngành công nghiệp. Tuy vậy có ý kiến cho rằng quyền lực của bà von der Leyen với tư cách là người đứng đầu EC sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay. Có lẽ với những cáo buộc ồn ào như trên nhằm vào đồng minh chính của EU, bà đang cố gắng ghi điểm chính trị để tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Không chỉ vậy, trong hai năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã chứng kiến sự bùng nổ về đơn đặt hàng vũ khí và đạn dược. Nguồn thu đến từ các đồng minh châu Âu đang cố gắng xây dựng năng lực quân sự của họ cũng như từ lầu năm góc, nơi vừa mua thiết bị mới từ các nhà sản xuất quốc phòng vừa bổ sung kho quân sự đã cạn kiệt do cung cấp cho Ukraine. Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ của nước này đã tăng 17,5% kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine hai năm trước. Miles Walton, nhà phân tích ngành công nghiệp quân sự tại Wolf Research, cho biết chi tiêu gần đây của các chính phủ châu Âu cho việc mua sắm máy bay chiến đấu do Mỹ chế tạo và các thiết bị quân sự khác thể hiện một khoản đầu tư mang tính thế hệ, những năm vừa qua tương đương với 20 năm trước đó. Không chỉ ở mảng thiết bị quân sự, việc Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt đã khiến giá năng lượng và lạm phát tăng mạnh ở châu Âu, đồng thời thúc đẩy nhu cầu của châu Âu đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Mỹ đã trở thành nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất thế giới vào năm ngoái và xuất khẩu LNG của nước này dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030 nhờ các dự án đã được phê duyệt. Khoảng 2 phần 3 số hàng xuất khẩu đó là sang châu Âu. Alex Manton, giám đốc nghiên cứu khí đốt và LNG toàn cầu tại Rapidon Energy Group cho biết có 5 dự án LNG mới đang được xây dựng ở Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Ông Manton nói, hầu hết các dự án đó chỉ bắt đầu xây dựng sau khi bắt đầu xung đột Ukraine vì sự gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của châu Âu đã chứng minh giá trị của LNG đối với những người ủng hộ tiềm năng và giúp thúc đẩy các dự án đã lên kế hoạch. Ông Manton nhấn mạnh, nền kinh tế Mỹ được hưởng lợi đáng kể nhờ những khoản đầu tư lớn này phản ánh tình hình căng thẳng trong bối cảnh Ukraine lo ngại một đợt tấn công quy mô của Nga, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns trình bày trước các nghị sĩ Mỹ tại tòa nhà Quốc hội vừa qua rằng nguy cơ rất thực tế là Ukraine có thể thua trên chiến trường vào cuối năm 2024 hoặc ít nhất tạo ra cơ hội cho Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể áp đặt các điều khoản về một giải pháp chính trị cho xung đột. Tuy nhiên, Giám đốc CIA William Burns cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ từ Quốc hội Mỹ có thể giúp quân đội Ukraine cầm cự. Các quan chức khác của chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng nói Ukraine sẽ phải đối mặt với một tương lai nghiệt ngã nếu không có thêm sự trợ giúp của Mỹ, song chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể về khả năng Ukraine có thể thất bại. Khi được hỏi về bình luận của ông Burns, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Pat Ryder cho biết Mỹ đang tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà Kiev cần. Ông Ryder nói người Ukraine đã thể hiện khả năng phục hồi và lòng dũng cảm dưới bom đạn Chúng tôi không có lý do gì để nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi. Nhưng chúng tôi cũng hiểu tình hình khó khăn hiện nay. Hạ viện Mỹ đang xem xét dự luật trong tuần này với 60,84 tỷ đô la Mỹ tài trợ liên quan đến Ukraine. Đây là một phần của dự luật rộng hơn nhằm hỗ trợ Ukraine, Israel và Đài Loan. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael mccaul cảnh báo Ukraine có từ 2 tuần đến 1 tháng trước khi Nga tiếp quản đất nước này. Trong diễn biến liên quan đến xung đột, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 tên lửa hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Ukraine ATAC MS trên biển Đen cũng như 25 tên lửa hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS và 3 máy bay không người lái trên vùng Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire, máy bay không người lái kiểu máy bay và tên lửa chiến thuật ATAC MS các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 25 tên lửa và 3 máy bay không người lái trên khu vực Belgorod và 3 tên lửa chiến thuật Atak MS trên Biển Đen. Xung đột Nga-Ukraine diễn ra năm thứ ba và chưa có hồi kết. Hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau trong thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Moscow nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột cảnh báo phương tây không cung cấp vũ khí cho ukraine đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm gia tăng xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện giao tranh Hãng thông tấn RT của Nga dẫn lời cựu Tổng thống Dmitry Medvedev hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết một người đàn ông Ba Lan bị cáo buộc phối hợp cùng với Moscow lên kế hoạch ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là dấu hiệu cho thấy những nước phương Tây đang ủng hộ Kiev muốn thanh toán nhà lãnh đạo Ukraine. Cụ thể, ông Medvedev viết trên mạng xã hội hôm 19 tháng 4 nhằm đáp lại những tuyên bố cáo buộc của phương Tây rằng một âm mưu nhằm vào ông Zelensky ở Ba Lan, điều đó thực sự nghiêm trọng. Đây có thể là bằng chứng đầu tiên cho thấy phương Tây đã quyết định loại bỏ ông ấy. Hãy bắt đầu sợ hãi đi. Theo Văn phòng Công tố Quốc gia ở Warsaw, một công dân Ba Lan có tên là Pavel sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 8 năm nếu bị kết án về tội cố tình hợp tác với nước ngoài nhằm chống lại lợi ích quốc gia. Cụ thể, paven bị cáo buộc chia sẻ thông tin về sân bay Resrov ở Đông Nam Ba Lan với Moscow. Sân bay này thường được các nước thành viên NATO sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Ukraine nhằm chống lại Nga. Tuy nhiên, các quan chức Ba Lan đã tuyên bố rằng những thông tin Pavel cung cấp có thể đã giúp Moscow lên kế hoạch ám sát ông Zelensky trong chuyến thăm đến Ba Lan. Vaksava tuyên bố rằng Pavel đã liên lạc với các công dân Nga có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Ukraine. Giới chức trách Ba Lan được cho là đã được các cơ quan an ninh Ukraine thông báo về vụ việc. Trong khi đó, ông Zelensky nói với truyền thông phương Tây rằng Nga đã cố gắng ám sát ông trong nhiều năm qua với nhiều nỗ lực đã bị các cơ quan an ninh của ông chặn đứng. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói rằng đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định với ông hồi tháng 3 năm 2022 rằng Moscow sẽ không ám sát ông Zelensky. Cụ thể, khi còn đương chức lãnh đạo chính phủ Israel, ông Bennett đã tới Moscow vào tháng 3 năm 2022 nhằm làm trung gian dàn xếp một lệnh ngừng bắn sớm giữa Nga và Ukraine. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh 12 của Israel, ông Bennett nói, chuyến đi trên được thực hiện theo yêu cầu của ông Zelensky. Vào thời điểm đó, quân đội Nga đang bao vây Kiev và Tổng thống Ukraine đang ẩn náu tại một nơi bí mật tại thủ đô. Theo cựu thủ tướng Israel, ông Zelensky đã nhờ cậy ông tìm cách có được sự đảm bảo của lãnh đạo Điện Kremlin về sinh mạng mình. Ông Bennett hỏi ông Putin tại cuộc gặp hồi tháng 3 năm 2022 rằng các ngài sẽ không sát hại ông Zelensky chứ? Tổng thống Nga đáp là không và lặp lại câu trả lời khi ông Bennett nhắc lại câu hỏi. Ông Bennett kể, ông đã gọi điện cho lãnh đạo Kiev ngay khi rời điện Kremlin và thông báo ông Putin sẽ không ám sát ngài đâu. Ông Zelensky yêu cầu xác nhận và ông Bennett khẳng định đây là sự thật 100%. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mới đây cho biết các nhà lãnh đạo phương Tây chỉ còn một bước nữa là đưa binh sĩ tới Ukraine. Ông Orbán cho rằng đây là một vòng xoáy quân sự có thể kéo châu Âu xuống đáy. Bình luận của ông Orbán được đưa ra sau khi một cuộc thảo luận quốc tế nổ ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 nói rằng NATO không loại trừ việc đưa binh sĩ tới Ukraine. Trong khi một số nhà lãnh đạo NATO nói rằng họ không ủng hộ động thái như vậy, thì những người khác cho rằng điều này nên được cân nhắc. Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine chưa đưa binh sĩ tham chiến. Tuy nhiên, ông Orbán cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã tham gia vào cuộc xung đột này. Theo Thủ tướng Hungary, có đa số người ủng hộ chiến tranh ở Bruxelles hiện nay, đồng thời cho biết nền chính trị NATO bị chi phối bởi logic của chiến tranh. Ông Orbán nói rằng, bất chấp số tiền và vũ khí lớn được cung cấp cho Ukraine, tình hình vẫn không được cải thiện, trên thực tế còn trở nên tồi tệ hơn. Ông cũng cam kết Hungary sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Hungary nhấn mạnh, chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi phải đấu tranh vì hòa bình. Dù vậy, ông Orbán không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho nhận định của ông về việc các nhà lãnh đạo phương Tây tiến gần việc đưa binh sĩ tới Ukraine. Điện Kremlin trước đó cảnh báo nếu quân đội từ các nước phương Tây được đưa tới chiến trường, điều này sẽ gây ra một cuộc xung đột không thể tránh khỏi giữa NATO và Nga. Phát biểu trước báo chí hồi tháng 2 năm 2024 về những bình luận của ông Macron, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, việc quân đội phương Tây tham gia vào cuộc xung đột này sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp tất yếu. TASS dẫn lời ông Peskov cho hay, trong trường hợp đó, vấn đề không phải là về khả năng xảy ra mà là về tính tất yếu đó là cách chúng tôi đánh giá về việc này. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, sau cuộc bỏ phiếu thủ tục của lưỡng đảng hôm 19 tháng 4, Hạ viện Mỹ gần như chắc chắn sẽ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 60 tỷ đô la Mỹ dành cho chính phủ ở Kiev. Cuộc bỏ phiếu hôm 19 tháng 4 đã thông qua gói viện trợ với tỷ lệ 316-94, trong đó có 165 đảng viên Đảng Dân Chủ và 151 đảng viên Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ. Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua, dự luật sẽ được chuyển sang thượng viện để biểu quyết và phê chuẩn trước khi gửi lên cho tổng thống Joe Biden ký thành luật. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua các dự luật. Ông tuyên bố: "Tôi sẽ ký thành luật ngay lập tức để gửi thông điệp tới thế giới. Chúng tôi sát cánh cùng bạn bè của mình và chúng tôi sẽ không để Nga thành công." Tuy nhiên, chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết sau cuộc bỏ phiếu rằng, mặc dù đây không phải là dự luật hoàn hảo, đó là thứ tốt nhất có thể mà Đảng Cộng hòa có được với đa số mỏng manh trong một viện của Quốc hội. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố, thế giới đang theo dõi những gì quốc hội làm. Việc thông qua dự luật này sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh lãnh đạo của Mỹ vào thời điểm then chốt. Một số nhà lập pháp bảo thủ phản đối viện trợ cho Ukraine và ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, đã đưa ra những thông điệp trái chiều về vấn đề này. Một số đảng viên Dân Chủ cũng phản đối một số điều khoản trong dự luật, đặc biệt là về viện trợ của Israel và đã thúc đẩy đưa ra nhiều điều kiện hơn cho khoản hỗ trợ đó. Trước khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu cho các dự luật viện trợ cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố gói viện trợ mới của Washington cho Kiev sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Ukraine đã tiết lộ số liệu ban đầu về tổn thất của Nga sau cuộc tấn công vào sân bay quân sự Dronkoy cách đây vài ngày. Theo đó, Nga được cho là mất 4 hệ thống tên lửa đất đối không S-400, ba trạm radar, một hệ thống giám sát không phận Fundament M cũng như một sở chỉ huy phòng không. Được biết, Fundament M là hệ thống giám sát đặc biệt quan trọng đối với Nga. Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là hệ thống Fundament M đầu tiên của Nga bị Ukraine vô hiệu hóa kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022. Fundament M có khả năng phát hiện nhiều mục tiêu từ máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công đến tên lửa hành trình. Fundament M đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chỉ huy và kiểm soát bằng cách cung cấp dữ liệu cập nhật từng phút và độ chính xác về không gian cho lực lượng phòng không. Một trong những thuộc tính chính của Fundament M là nhận thức tình huống được cải thiện và ra quyết định được hỗ trợ nhờ sự tích hợp liền mạch của nhiều nguồn dữ liệu, cung cấp cái nhìn toàn diện về các hoạt động trên không. Hệ thống Fundament M có thể tích hợp liền mạch với các hệ thống phòng không khác tạo thành một mạng lưới phòng không thống nhất của Nga. Một trong những tính năng chính của Fundament M là khả năng xử lý thông tin 10.000 mục tiêu cùng lúc với độ chính xác và tốc độ tối đa. Một blogger quân sự ủng hộ Ukraine cho biết, ít nhất 30 binh sĩ Nga thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau vụ tập kích. Thêm rằng, những người bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện ở căn cứ hải quân chính của Nga tại Sevastopol. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều trực thăng cứu thương hoạt động xung quanh khu vực sân bay Dezankoi. Một tài khoản ủng hộ quân đội Ukraine trên Telegram nói cuộc tập kích diễn ra theo hai đợt. Mở đầu là đòn đánh nhằm vào trận địa S-400, phá hủy ba bệ phóng và một đài radar. Đợt tấn công thứ hai nhằm vào cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tại sân bay. Còn theo tài khoản ủng hộ quân đội Nga với một triệu người theo dõi trên Telegram cũng cho biết Ukraine đã tấn công sân bay Dushankoy theo hai đợt, thêm rằng đối phương sử dụng khoảng 12 tên lửa đạn đạo Atak-MS trong sự việc. Truyền thông Ukraine cũng nhận định lực lượng nước này đã phóng tên lửa đạn đạo, song chưa rõ có phải dòng Atak MS hay không. Ukraine từng nhiều lần nhắm mục tiêu các căn cứ không quân Nga ở bán đảo Crimea từ đầu xung đột. Đầu năm nay, Kiev tuyên bố đã phóng loạt tên lửa vào sân bay quân sự Benbek ở thành phố cảng Sevastopol. Đài phát thanh Radio Liberty đã công bố các hình ảnh vệ tinh Planet Labs cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào sân bay quân sự Donetsk ở Crimea. Theo hình ảnh được công bố, bốn bệ phóng S-400 của Nga đã bị hư hại nặng. Ngoài ra, tại căn cứ hàng không này còn xuất hiện vết cháy của một kho đạn dược. Quan sát các bức ảnh vệ tinh, Anatoly Khrushchevsky, một chuyên gia hàng không, chỉ ra rằng những hình ảnh này cho thấy các cuộc tấn công của Ukraine khiến hệ thống phòng không Nga ngừng hoạt động và phá hủy một điểm cất giữ đạn dược. Ông cũng lưu ý rằng sân bay này là một trong những căn cứ trực thăng lớn nhất của Nga trên bán đảo Crimea đồng thời là trung tâm vận tải quân sự để di chuyển thiết bị, đạn dược và nhân sự. Giới phân tích quân sự nhận định, đây có thể là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Ukraine liên quan đến Crimea. Trước cuộc tấn công vào Donetsk, việc trinh sát bờ biển Crimea được thực hiện bởi máy bay không người lái trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ và máy bay trinh sát radar tầm xa Boeing P-8A Poseidon. Trước đó, một vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương tại căn cứ không quân trên. Sau vụ nổ, một số đám cháy lớn đã bùng phát tại sân bay. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào sân bay dân Koi của Nga. Tổng thống Ukraine không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự của Min.in.ua chỉ ra rằng vụ tập kích được thực hiện bởi hai tên lửa tầm xa Atak do Mỹ cung cấp. Chuyên gia nhấn mạnh cuộc tấn công hôm 17 tháng 4 đã phá hủy ba bệ phóng và một hệ thống radar S-400, hai bệ phóng S-300 và một kho tên lửa. Tuy nhiên, thời điểm đó, giới chức Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và loại bỏ các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử. Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL, Transporter Erector Launcher. S400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc. Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm 48N6DM, 48N6E3, có trọng lượng 1,8 tấn, trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể loại bỏ các mục tiêu trên không trong phạm vi 250 km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa tên lửa siêu thanh dơ con do Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Chế tạo máy, một công ty con của tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga thiết kế và sản xuất, có thể vượt qua hầu hết mọi hệ thống phòng thủ hoặc chống lại tên lửa của đối phương. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, tên lửa dơ con có thể di chuyển với tốc độ m 9, gấp 9 lần tốc độ âm thanh và phạm vi tấn công của nó có thể vượt 1.000 km. Tốc độ này được cho là nhanh gấp 9 lần so với tên lửa Tomahawk và Harpoon mà Hải quân Mỹ đang sử dụng giờ còn có thể được sử dụng để chống lại tàu mặt nước từ tàu khu trục nhỏ đến tàu sân bay cũng như các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa siêu thanh giờ đã được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Nga vào đầu năm 2023. Nhà lãnh đạo Nga từng ca ngợi loại tên lửa này là không thể đánh chặn. Mới đây, Ukraine cho biết Nga đã dự trữ tên lửa hành trình giờ con ở Crimea và Moscow có thể sử dụng loại tên lửa này để tấn công Kiev trong vòng vài phút. Bà Natalia Gumeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam Ukraine cho biết, Nga có vài chục tên lửa như vậy được dự trữ tại các trung tâm quân sự như Crimea. Bà nói thêm, họ có thể tiếp tục các cuộc tấn công, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào thủ đô. Hạng tin United 24 đã đăng tải một bản đồ ước tính thời gian giờ còn có thể tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine nếu nó được phóng đi từ Crimea. Theo đó, giờ còn có thể tấn công Kiev chỉ trong 6 phút, Zaporizhia trong 3,3 phút, Odessa trong 2,6 phút, Kharkov trong 5,5 phút và Sumi trong 6,1 phút. Ukraine thừa nhận giờ còn không phải là tên lửa dễ bắn hạ, nên Ukraine khó bảo vệ toàn bộ lãnh thổ trước tên lửa này. Tuy nhiên, Ukraine cho rằng việc đánh chặn giờ con không phải là bất khả thi. Trước đó, hồi tháng 3, Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ tên lửa đạn đạo do Nga phóng từ bán đảo Crimea nhằm vào thủ đô Kiev. Cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine sau đó cho biết hai quả đạn đã bị đánh chặn là tên lửa siêu vật âm 3M22 giờ con của Nga, đồng thời đăng hành mảnh vỡ tên lửa bị bắn hạ trong vụ tập kích. Ông Andriy Kulchitsky, trưởng phòng thí nghiệm quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học về Khám nghiệm Pháp y Kief, nói rằng kết quả phân tích sơ bộ mảnh vỡ cho thấy đầu đạn tên lửa giờ con chỉ có khoảng 40 kg thuốc nổ, nhỏ hơn nhiều so với các dòng tên lửa khác của Nga như KH-101 và KH-22. Ông nhận định các hệ thống phòng không của Ukraine đủ sức đối phó tên lửa dơ con. Thêm rằng kết quả phân tích mảnh vỡ của quả đạn rơi cho thấy nó bị bắn hạ bởi tổ hợp Patriot do Mỹ chuyển giao. Ukraine đã hai lần tuyên bố đánh chặn thành công tên lửa giờ con của Nga từ đầu xung đột. Viện Nghiên cứu Khoa học và Khám nghiệm Pháp IKF công bố vật thể được cho là mảnh vỡ của tên lửa dơ con trong vụ tập kích của Nga vào Ukraine trước đó gần một tuần, song nó không chứa nhiều thông tin tình báo giá trị như các mảnh vỡ thu được. Tên lửa siêu vật âm giờ con là một trong những siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào tháng 2 năm 2019 và khai hỏa lần đầu sau đó hơn một năm. Tổng thống Putin hồi tháng 2 thông báo, tên lửa giờ còn đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, dự kiến trang bị cho các chiến hạm mặt nước và tàu ngầm của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 4 thông báo máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã rơi xuống vùng Stavropol ở miền nam Nga trong lúc quay về căn cứ sau một nhiệm vụ chiến đấu. Hãng Sputnik dẫn thông báo cho hay máy bay bị rơi do trục trặc kỹ thuật, hai phi công bị thương được đưa đến bệnh viện, một người nữa còn sống đã được sơ tán trong khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người thứ tư. Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có bom đạn trên chiếc máy bay bị rơi ở khu vực hoang vu và không gây thiệt hại mặt đất. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết họ đã phá hủy oanh tạc cơ tu 22 3 của Nga sau khi Moscow thực hiện cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine hôm ngày 19 tháng 4. Tư lệnh không quân Mykola Olechuk cho biết, lần đầu tiên, các đơn vị tên lửa phòng không của không quân phối hợp với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine phá hủy máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3. Oanh tạc cơ mang tên lửa hành trình Kh-22 được quân đội Nga sử dụng để tấn công các thành phố yên bình của Ukraine. Theo ông Budanov, binh sĩ Ukraine đã chờ đợi một thời gian dài để lần theo dấu vết của chiếc máy bay ném bom và bắn rơi nó ở khu vực cách biên giới hai nước 300 km. Ông Budanov nói, chúng tôi đã chờ đợi rất lâu, đã chuẩn bị và cuối cùng đã thành công. Có thể nói, khoảng thời gian một tuần đó là một cuộc phục kích. Chúng tôi chờ đợi chiếc máy bay để đạt được mục đích đề ra. Hồi đầu năm nay, Ukraine cũng đã tiết lộ phi vụ phá hủy máy bay Tu-22M3 vào tháng 8 năm 2013. Báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine HUR cho biết, vào giữa năm ngoái, quân đội Nga thường xuyên sử dụng oanh tạc cơ Tu-22M3 được trang bị tên lửa AS-4 để tập kích vào lãnh thổ Ukraine. Để ngăn chặn các cuộc tập kích của Moscow, Đại tá Ole Babi, và đơn vị trinh sát của ông đã đi bộ hơn 600 km để xâm nhập vào hậu tuyến của đối thủ. Sau khi tiếp cận được căn cứ không quân Sonsi ở vùng Nukrot, đơn vị của đại tá Babi đã thành công phá hủy một máy bay TU-22M3 và vô hiệu hóa hai chiếc khác. Báo cáo của HUR nêu rõ, chiến dịch do đại tá Babi dẫn đầu đã làm gián đoạn đáng kể cường độ tập kích tên lửa của đối thủ, làm mất ổn định hoạt động căn cứ không quân và gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể. Dù đã thực hiện thành công kế hoạch, nhưng đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của đại tá Babi khi đang trên đường trở về khu vực do Ukraine kiểm soát. Đơn vị trinh sát của ông Babi đã bị đối thủ phục kích trong nỗ lực giao tranh nhằm yểm trợ để đồng đội rút lui. Đại tá Babi đã hy sinh. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với đài truyền hình Radar của Ukraine rằng Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Kiev nhắc lại rằng, đối với Ukraine, không có lựa chọn nào khác ngoài sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Ông nói, tôi luôn nói rằng, chúng tôi không cần kế hoạch B, vì kế hoạch A của chúng tôi đang đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhất có thể cho Ukraine, chứ không phải những quyết định nửa vời. Và hôm nay tôi đã nhắc nhở Ngoại trưởng Mỹ về điều này. Hãy nhìn xem, tôi không có kế hoạch B nào cả. Kế hoạch A phải thực hiện được, thông qua một dự luật mạnh mẽ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể rót thêm 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Kiev thông qua Quốc hội kể từ mùa thu trong bối cảnh bế tắc gay gắt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đổ lỗi phương Tây không cung cấp đủ vũ khí và tài chính là lý do duy nhất khiến Ukraine thất bại. Ông cho rằng sự thiếu hụt nguồn cung vũ khí từ phương Tây và những lời hứa không được các thành viên EU thực hiện đã giúp Nga giành ưu thế trên tiền tuyến. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, Kiev cần có thêm sự hỗ trợ tài chính và vật chất của phương Tây để tiếp tục đối phó với Nga. Ông Zelensky nói, Quân đội Nga đang cảm nhận được sức mạnh trong hầu hết mọi thứ liên quan đến thành phần vũ trang. Nhờ sức mạnh về pháo binh, thiết bị và khả năng hoạt động trên bầu trời, Nga đang gây áp lực lên chúng tôi trên mặt trận và đang dần tiến lên phía trước. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Thật không may, chúng tôi chưa thấy một triệu quả đạn pháo từ EU. Vấn đề vốn được thảo luận rất nhiều. Ngoài ra, một số sáng kiến khác vẫn chưa được triển khai đầy đủ và điều này đã phản ánh những gì binh sĩ Ukraine có thể sử dụng ở tiền tuyến." Ngoài các hệ thống tấn công Kyiv còn mong muốn phương Tây hỗ trợ thêm hệ thống phòng không để bảo vệ các cơ sở công nghiệp, cũng như đầu tư tài chính và công nghệ để khởi động sản xuất vũ khí trong nước. Trái ngược với Ukraine, Nga đang cho thấy khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt của phương Tây và thậm chí còn tăng trưởng. Phương Tây cho rằng ngoài các lô hàng từ Iran và Triều Tiên, công nghệ lưỡng dụng bao gồm các linh kiện điện tử và máy móc để sản xuất vũ khí còn được cung cấp bởi Trung Quốc. Moscow cũng đã tự sản xuất được những thiết bị và đạn dược của riêng mình. Phần lớn trong số này được thực hiện tại các cơ sở nằm ngoài tầm hoạt động của vũ khí Ukraine. Điều này không có nghĩa là mọi việc đều ổn với nguồn cung của Nga, nhưng rõ ràng chúng hơn hẳn những gì Ukraine có thể tự mình xoay sở khi không có sự hỗ trợ của phương Tây. European Pravda trích dẫn đài truyền hình công cộng Estonia, ERR cho biết, tình báo Estonia chỉ ra rằng lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc đột phá chiến thuật về phía tây bắc thành phố Adipka sau khi giành được quyền kiểm soát pháo đài này Hiện họ đã tiến về phía trước 5 km. Người Nga cũng đang duy trì áp lực lên thị trấn Chashovya, nơi họ đã tiến vào sườn phía nam. Quân đội Ukraine đang cần sự hỗ trợ từ các đối tác phương Tây và đạn dược là ưu tiên hàng đầu. Hiện các nguồn tin tình báo không phát hiện dấu hiệu nào về việc rút lui hoặc đột phá của quân đội Ukraine lên kế hoạch ở tiền tuyến. Tình báo Estonia cho biết thêm rằng, Ukraine đang bị buộc phải nhường lại quyền kiểm soát dần dần các vùng lãnh thổ, mà họ không thiết lập đủ các vị trí phòng thủ hoặc các vị trí phòng thủ không chắc chắn. Trong khi đó, lực lượng Nga đang tiếp tục tổ chức lại các đơn vị trên mặt trận Lugansk, kéo các đội hình chiến đấu trên chiến trường với hậu phương để bổ sung tiếp tế và thay thế bằng đội quân mới. Mặt trận Donetsk vẫn là trọng tâm chính trong các hoạt động tấn công của Moscow, với một số lượng đáng kể lực lượng Nga được triển khai trong khu vực. Tình báo Estonia dự đoán Nga sẽ không nhanh chóng chiếm được Chachovia vì thị trấn này có các công sự phòng thủ vững chắc, nên lực lượng Nga đang hứng tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh dữ dội. Tuy nhiên, trên thực tế, tình hình xung đột đang trở nên ngày càng bi đát với quân đội Ukraine. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã lên tiếng cảnh báo các thành viên Quốc hội Mỹ rằng Kiev có thể thua cuộc xung đột với Nga vào cuối năm nay nếu họ không phê duyệt viện trợ cho Ukraine ngay bây giờ. Lực lượng Nga đã liên tiếp dùng pháo, bom lượn và máy bay không người lái, drone, tấn công vị trí phòng ngự của đối phương tại Chakrovka, thành phố được đánh giá có tầm quan trọng chiến lược đối với Ukraine. Đại tướng Oleksandr Shishky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận tình hình tại miền đông đang xấu đi đối với lực lượng nước này. Các lũ đoàn Ukraine ở Chashovya đã dừng tiến công ra bên ngoài, thay vào đó được lệnh phòng thủ và nhận thêm đạn pháo, drone cùng hệ thống tác chiến điện tử. Nga dường như đang vây ép Ukraine từ ba mặt, Đông, Nam và Bắc Chashovya, để buộc họ phải rút lui về phía Tây. Truyền thông Nga đưa tin các quân nhân nước này bắt đầu kêu gọi lực lượng Ukraine tại Chashovya đầu hàng hoặc bị hủy diệt bởi bom lượn, loại vũ khí với sức công phá rất mạnh mà Nga gần đây dùng rộng rãi với địa hình cao hơn khu vực xung quanh, Khashoggi trở thành điểm tập kết và căn cứ pháo binh tiền phương của quân đội Ukraine. Điều này khiến Nga liên tục tập kích Khashoggi và gây thiệt hại nặng nề cho thành phố. Giới chuyên gia quân sự Nga cho biết, nếu kiểm soát Khashoggi, lực lượng Nga có thể mở những đợt tấn công trực tiếp nhằm vào loạt thành trì được xem là xương sống hệ thống phòng tuyến của Ukraine ở miền đông như Kramatorsk, Slavyansk, Ruskovka và Kostantinovka. Trong đó, Kramatorsk là thành phố lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Hãng thông tấn Ukraine Front dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng, trong ngày 19 tháng 4, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 72 cuộc tấn công của Nga ở năm hướng. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, có tổng cộng 79 trận giao tranh trong 24 giờ. Không quân Ukraine tấn công 6 cụm nhân lực và một sở chỉ huy của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, ngày 19 tháng 4, Nga tiến hành 25 cuộc tấn công tên lửa, 52 cuộc không kích và 42 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS và các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine, cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ à tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kherson, ông Roman Emroko cho biết, Nga tấn công Kherson 16 lần, khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương. Các đợt tấn công cũng làm hư hại 5 tòa nhà, 8 ngôi nhà, một cơ sở hành chính, một trung tâm chăm sóc sức khỏe và một đường ống dẫn khí đốt. Ukraineform đưa tin rằng sáng ngày 19 tháng 4, Nga không kích thủ đô Kiev, khiến còi báo động vang lên dữ dội. Vụ việc làm phó thủ tướng Đức Robert Habeck, người đang có chuyến thăm Ukraine, đã phải xuống hầm trú ẩn. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine cho biết đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược của Nga trong ngày 19 tháng 4, sau khi chiếc máy bay này thực hiện cuộc không kích tầm xa khiến 8 dân thường Ukraine thiệt mạng. Vào năm ngoái, phó thủ tướng Robert Habeck đã từng bất ngờ tới thăm Ukraine. Được biết, đây là chuyến công du đầu tiên của ông Habeck đến Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột tại nước này. Người phát ngôn bộ trên đã xác nhận chuyến thăm, đồng thời cho biết ông Habeck, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế Đức, sẽ thảo luận về việc tái thiết Ukraine và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước. Đức đang là một trong những nước hỗ trợ quân sự chính cho Ukraine. Vừa qua, Đức đã thông báo viện trợ thêm một hệ thống Patriot cho Ukraine để giúp nước này phòng thủ tốt hơn trước các đợt tập kích của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo trên X rằng Đức sẽ lập tức chuyển giao thêm một hệ thống Patriot cho Ukraine để đối phó các đợt tập kích của Nga. Theo ông Pistorius, các đợt tập kích của Nga đang gây thiệt hại không thể đong đếm được về hạ tầng cho Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Kiev. Theo phát ngôn viên chính phủ Đức, hai lãnh đạo bàn về việc Đức chuyển giao thêm Patriot và nhất trí các đối tác khác cần tăng cường nỗ lực để giúp Ukraine cải thiện năng lực phòng không. Tổng thống Zelensky cảm ơn Thủ tướng Scholz vì viện trợ thêm Patriot vào thời điểm quan trọng, kêu gọi lãnh đạo các nước khác hành động tương tự. KievBot cho biết Highland System, công ty điều hành bởi người Ukraine, song hiện có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đã đưa vào thử nghiệm thực tế mẫu tàu ngầm cỡ nhỏ Karonos do hãng phát triển. Theo nhà sản xuất, tàu ngầm Karonos được thiết kế để chở tối đa 10 người, có thể di chuyển không phát ra tiếng động ở vận tốc 50 km h và mang theo thuốc nổ. Công ty cho hay, con tàu có thiết kế thân sáng tạo, giúp giảm nhiên liệu tiêu thụ, mang đến một khái niệm hoàn toàn mới về sản xuất tàu ngầm trên thế giới. Ông Alexander Kunetsov, trưởng nhóm phát triển tàu Kronos, cho biết khí tài này được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, nên có thể vận hành như thiết bị không người lái drone, không cần tàu mẹ để phóng. Nó cũng được gắn thiết bị định vị thủy âm, sonar, radar, hệ thống liên lạc, camera nhìn đêm, camera 360 độ và kính tiềm vọng điện tử con tàu có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ như tàu tuần tra bờ biển, trinh sát, sơ tán quân sự và cả tấn công. Với 6 quả ngư lôi Black Scorpion gắn ở hai bên thân, Caronos được trang bị động cơ điện, có thể chạy liên tục 54 giờ sau một lần sạc với phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km. Điểm nổi bật nhất của tàu Caronos là thiết kế. Trong khi các tàu ngầm truyền thống thường có hình ống, kích thước lớn, di chuyển tương đối chậm và khả năng xoay trở hạn chế, mẫu tàu của Utena sở hữu kích thước nhỏ, hình dạng thủy động học giống như phương tiện không người lái hơn là tàu ngầm, nhằm tối ưu hóa khả năng tăng hình. Caronos cũng chỉ cần một người lái, thay vì cần thủy thủ đoàn lên tới 100 người để vận hành như các tàu ngầm thông thường. Con tàu được bao phủ bởi một vật liệu composite đặc biệt từ bên ngoài và bên trong, nó giúp giữ nhiệt và khiến các thiết bị định vị siêu âm sonar của đối phương khó phát hiện hơn. Caronos có cánh gấp để điều khiển dưới nước ở chế độ lơ lửng tại chỗ. Ngoài ra, nhờ có đôi cánh, con tàu có thể được vận chuyển thuận tiện trên một chiếc xe kéo thông thường. Nếu con tàu có thể hoạt động giống như vậy, nó có thể thay đổi hình thái giao tranh trên biển, giống như cách mà thiết bị bay không người lái đã làm ở bên trong. Biên tập viên Jesus Diaz của chuyên trang Fast Company nhận định. Matthew Sweeney, cựu chỉ huy Hải quân Mỹ và hiện là giáo sư tại Đại học Chiến tranh hàng hải nước này, cho rằng các tính năng mà Highland System công bố về tàu Cardonos đều khả thi về mặt lý thuyết. Hiện chưa rõ khi nào con tàu sẽ được sản xuất hàng loạt và biên chế cho quân đội Ukraine song nó sẽ được kỳ vọng sẽ là vũ khí hữu hiệu để đối phó hạm đội Biển Đen Nga. Quân đội Nga đang tung đòn vắt kiệt sức lực lượng Ukraine bằng cách cho phép xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị hạng nặng khác của Nga tràn tới các vị trí then chốt trên chiến trường nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra vào mùa hè tới. Cụ thể, khi cuộc xung đột ở Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba và gói viện trợ quan trọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho Kiev vẫn bị đình chỉ tại Quốc hội Mỹ, Nga ngày càng tăng cường sử dụng bom bay dẫn đường bằng vệ tinh, cho phép máy bay thả chúng từ một khoảng cách an toàn để tấn công lực lượng Ukraina đang khốn đốn vì bị bao vây, thiếu đạn dược, vũ khí trầm trọng. Mặc dù Nga có lợi thế về hỏa lực và nhân lực, các chuyên gia quân sự cho rằng một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn sẽ rất rủi ro và không cần thiết. Thay vào đó, lực lượng của Moscow có thể tiến hành các cuộc tấn công nhỏ hơn trên khắp chiến tuyến để làm tiêu hao sức lực của quân đội Ukraina. Michael Komar một chuyên gia quân sự tại Carnegie Antoman, cho rằng, nếu Nga tiếp tục tiến lên trên khắp mặt trận, cuối cùng họ có thể tìm thấy nhiều địa hình rộng mở hơn. Cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraina đã thất bại khi các đơn vị tiến công của Ukraina bị mắc kẹt tại các bãi mìn rộng lớn của Nga và bị tàn sát bởi pháo binh cũng như máy bay không người lái của Moscow. Cho đến tháng 11 năm ngoái, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho lực lượng Ukraina xây dựng chiến hào công sự và hầm trú ẩn phía sau trên tuyến dài hơn 1.000 km. Nhưng các nhà phân tích cho rằng công việc xây dựng này diễn ra quá chậm chạp, khiến nhiều khu vực trọng yếu không được bảo vệ, gây nguy hiểm cho quân đội Ukraine nếu Nga thực sự phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa hè tới. Ông Kopman nhấn mạnh, nếu các tuyến phòng thủ được xây dựng từ trước, thì quân đội Ukraine đã không rút lui theo cách như vậy. Lẽ ra chúng ta phải đào chiến nào suốt mùa thu, và điều đó sẽ cản trở bước tiến của quân Nga. Bây giờ mọi chuyện đã muộn, rất nguy hiểm, Ngoài ra, các chuyên gia phân tích cũng cảnh báo rằng Kiev hiện không có đủ sức mạnh phòng không để bảo vệ Kharkov và các thành phố khác khi Nga đang nhằm nhe tiến hành một cuộc tấn công để chiếm lấy thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Hiện các cuộc không kích liên tục nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Kharkov gần đây được cho là một phần trong chiến lược của Moscow để làm nghẹt thờ thành phố và buộc người dân phải rời đi. Trong khi tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu, trước đó cảnh báo rằng Ukraine sẽ bị Nga áp đảo gấp 10 lần trong vài tuần nếu quốc hội không phê duyệt thêm viện trợ quân sự. Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới vừa được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố đã cho thấy nhiều thông tin thú vị. Theo tài liệu này, đến cuối năm 2024, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga sẽ là 3,2%, vượt đáng kể so với Hoa Kỳ 2,7%, Anh 0,5%, Đức 0,2% và Pháp 0,7%. Cổng thông tin kinh doanh CNBC nhấn mạnh, dự báo này có vẻ rất khó chịu đối với các nước phương Tây đang tìm cách cô lập kinh tế và trừng phạt Nga vì cuộc chiến Ukraine vào năm 2022. Kể từ khi xung đột bùng nổ tại Ukraine, nhiều lệnh cấm vận và trừng phạt tài chính lẫn thương mại đã được Mỹ, Liên minh châu Âu, EU và đồng minh tung ra nhắm vào Nga. Điển hình là các lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt, cấm xuất khẩu công nghệ phong tỏa tài sản hay loại ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, SWIFT, chỉ khiến họ tự chủ hơn, trong khi tiêu dùng tư nhân và đầu tư trong nước vẫn mạnh. Trong khi đó, việc tiếp tục xuất khẩu số lượng lớn dầu thô sang các nước như Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như các biện pháp né tránh lệnh trừng phạt khả thi, kết hợp với giá năng lượng thế giới khá cao, đã cho phép Nga duy trì doanh thu tốt từ xuất khẩu dầu và nhiều loại hàng hóa khác. Các nhà phân tích của IMF chỉ ra rằng Tổ hợp công nghiệp quân sự Nga cũng đã mở rộng đáng kể khi chi tiêu cho quốc phòng dẫn tới khối lượng sản xuất vũ khí tăng vọt. Và cuối cùng, Nga đã thích nghi thành công với các điều kiện mới khi nền kinh tế nước này phần lớn được chuyển sang chế độ thời chiến. Tuy nhiên, vào năm 2025, IMF dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ chậm lại phần nào. Dự báo trên của IMF là lời cảnh tỉnh đối với các nước phương Tây đang hy vọng bóp nghẹt nền kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt. Mức độ tăng trưởng cao cũng củng cố thêm tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng nền kinh tế Nga đã vượt qua được những tác động khủng khiếp nhất của các biện pháp trừng phạt và quy định hạn chế thương mại của phương Tây. Bất chấp làn sóng các công ty nước ngoài rời khỏi Nga, Moscow vẫn thu hồi được các khoản vốn với tổng giá trị lên tới 387 triệu đô la Mỹ tính đến giữa tháng 3. Trong lĩnh vực thương mại năng lượng, việc xuất khẩu dầu và hàng hóa bền vững sang các thị trường lớn như Ấn Độ và Trung Quốc cũng giúp nước này duy trì xuất khẩu năng lượng mạnh mẽ khả năng phục hồi của Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây được cho là chủ yếu bắt nguồn từ liên minh khăng khít của nước này với Trung Quốc. Khối lượng thương mại giữa hai nước đã tăng lên mức kỷ lục 240 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, một phần là do Bắc Kinh tìm kiếm các mặt hàng thiết yếu giảm giá của Nga trong bối cảnh phương Tây ngừng giao thương với Moscow. Hồi tháng 2, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva từng cho biết trên CNBC rằng chính quyền Putin đang đối mặt nhiều thách thức về kinh tế. Các số liệu cho thấy đây là một nền kinh tế thời chiến, sản xuất cho quân đội tăng cao nhưng tiêu dùng giảm sút. Bà Georgieva cho rằng Moscow còn phải giải quyết các vấn đề liên quan đến chảy máu chất xám và giảm tiếp cận công nghệ do các lệnh trừng phạt. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, Envira Nabiulina cũng cho biết trước quốc hội rằng sản xuất đang chịu sức ép vì thiếu nhân lực. Dù vậy, bà khẳng định kinh tế vẫn tăng trưởng với tốc độ ấn tượng. Trước đó, bà Nabiulina thông tin lạm phát đã qua đỉnh khi về 7,7% trong tháng 3. Mục tiêu lạm phát của họ là 4%. Dù vậy, bà cho rằng hiện còn quá sớm để giảm lãi. Cơ quan này được dự báo giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở 16% trong cuộc họp cuối tháng này. Khảo sát của Reuters cho thấy mức lãi tại đây có thể về 12,5% cuối năm nay. Theo hãng thông tấn ANI của Ấn Độ, nước này đã chuyển giao tên lửa hành trình siêu vật âm tầm xa BrahMos cho Philippines. Một phần của thỏa thuận liên chính phủ trị giá 375 triệu đô la Mỹ được ký năm 2022, ANI trích dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, không quân Ấn Độ đã sử dụng máy bay vận tải C-17 Global Master để vận chuyển tên lửa BrahMos tới Philippines. Samir Kamat, giám đốc tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) nói, các tên lửa siêu thanh này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các khách hàng tiềm năng như Thái Lan, Indonesia. Chính phủ Ấn Độ đã tăng mục tiêu hàng năm về sản xuất quốc phòng và hàng không vũ trụ lên 36 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời nâng mục tiêu xuất khẩu lên 6 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu quốc phòng của nước này trong năm tài chính vừa qua đã vượt 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 30 lần so với năm tài chính 2013-2014. Phát biểu tại triển lãm quốc phòng thế giới ở Ả Rập Xê Út hồi tháng 2, giám đốc xuất khẩu của công ty BrahMos tiết lộ, liên doanh giữa Ấn Độ và Nga này cũng đang đàm phán với Ả Rập Xê Út với danh mục đơn đặt hàng đã lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Theo thỏa thuận, công ty Brahmos Aerospace, một liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, sẽ cung cấp cho Philippines 3 khẩu đội của hệ thống Brahmos. 3 khẩu đội này sẽ được Manila triển khai tại các khu vực ven biển của nước này nhằm nâng cao năng lực phòng vệ. Thỏa thuận cũng bao gồm gói hỗ trợ hậu cần và việc đào tạo cho đội ngũ vận hành và bảo trì hệ thống. Tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos do Brahmos Aerospace một liên doanh giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ DRDO và công ty NPO Machinostroenia của Nga sản xuất. BrahMos được đánh giá là một trong những chương trình tên lửa thành công nhất trên thế giới, đóng vai trò then chốt trong hệ thống răn đe của Ấn Độ. Theo các chuyên gia, BrahMos được đặt theo tên của các con sông Brahmaputra và Moscow. BrahMos hiện là tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới với tốc độ Mach 2,8 gần 3.500 km một giờ. Ngoài phiên bản phóng từ mặt đất, BrahMos có thể tấn công cả các mục tiêu trên mặt nước, dưới biển, trên bộ và trên không. Hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa mạnh mẽ này có thể được phóng từ tàu ngầm, các chiến hạm hoặc máy bay chiến đấu hay từ đất liền. Theo thiết kế ban đầu, loại tên lửa này có tầm bắn 290 km, nhưng hiện đã được nâng cấp lên tầm bắn từ 450 đến 500 km. BrahMos có thể được triển khai để làm nhiệm vụ phòng thủ bờ biển và tấn công mặt đất. Nó dự kiến sẽ tăng cường sức mạnh hỏa lực của quân đội Philippines khi đối mặt với các mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực. Vừa qua, các hình ảnh vệ tinh của công ty Umbra Space đã cho thấy mức độ tổn thất thực sự của căn cứ không quân ở Isfahan, miền Trung Iran sau vụ tấn công tình nghi do Israel tiến hành. Theo hãng thông tấn CNN, các ảnh vệ tinh do hệ thống radar khẩu độ tổng hợp SAR chụp căn cứ không quân của Iran ở Isfahan lúc khoảng 10 giờ 18 phút giờ địa phương hôm ngày 19 tháng 4. Trong các bức ảnh dường như không có bất kỳ miệng hồ lớn nào trên mặt đất và không có tòa nhà nào bị phá hủy rõ thấy. Các chuyên gia cho biết sẽ cần thêm hình ảnh vệ tinh trực quan để kiểm tra các tổn thất sau cuộc tấn công mà hình ảnh SAR không thể nhìn thấy xung quanh khu phức hợp. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin hệ thống radar của quân đội nước này tại căn cứ Isfahan có thể là một trong những mục tiêu tập kích của đối phương và thiệt hại duy nhất từ vụ tấn công là các cửa sổ của một số tòa nhà văn phòng trong khu vực bị vỡ. Ít và hàn được biết đến là nơi đặt các cơ sở công nghiệp, quân sự của Iran, bao gồm cả một cơ sở then chốt trong chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo và một căn cứ không quân lớn cho phi đội tiêm kích F-14. Các ảnh vệ tinh cũng cho thấy, những máy bay chiến đấu F-14 Tomcat của Iran từng đóng quân tại căn cứ không quân này trước đây nhưng không có mặt ở đó nữa. Tuy nhiên, khi CNN xem xét các ảnh vệ tinh lưu trữ khác, họ phát hiện những chiếc F-14 đã vắng bóng ở căn cứ được một thời gian. Cho tới nay, Tel Aviv vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào Isfahan. Văn phòng Thủ tướng Israel còn từ chối xác nhận với tờ thời báo Israel rằng nước này đứng sau các vụ nổ ở Isfahan. Đối với phía Iran, giới chức nước này cũng nhiều lần nhấn mạnh sẽ trả đũa tương xứng. Thậm chí trước đó, khi phát biểu trên truyền hình nhà nước, Thủ tướng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani còn nhấn mạnh bất kỳ hành động nào của Israel chống lại lợi ích của Tehran dù nhỏ sẽ phải nhận phản ứng nghiêm khắc chỉ trong vài giây tuy nhiên sau các vụ nổ ở isfahan và lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran trước hình ảnh của thiết bị bay không người lái được cho là của israel bị bắn rơi gần cơ sở hạt nhân natan của iran một quan chức cấp cao của iran đã nói với hãng tin reuters rằng tehran không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức đối với israel vì chưa rõ thủ phạm phát biểu trước người dân tỉnh semnan ở phía đông thủ đô tehran tổng thống iran ibrahim raisi không đề cập đến các vụ nổ vào sáng cùng ngày ở Isfahan. Người phát ngôn cơ quan hàng không Iran Hossein Dalirian cũng phủ nhận việc Iran đã bị tấn công từ bên ngoài. Dù chưa làm rõ thông tin vụ nổ ở Isfahan hôm ngày 19 tháng 4, nhưng nếu để ý sẽ thấy nó có một điểm chung với cuộc tấn công của Iran vào tối hôm 13 tháng 4, đó là cùng nhằm vào các mục tiêu quân sự. Rõ ràng, lựa chọn mục tiêu quân sự thay vì dân sự dễ gây thương vong lớn sẽ làm giảm áp lực trả đũa từ đối phương. Bên cạnh đó, nó cho thấy sự thận trọng để tránh hành động trả đũa làm gia tăng căng thẳng, có nguy cơ lan rộng thành chiến tranh khu vực. Ngày 19 tháng 4, ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết Iran đang điều tra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào thành phố Isfahan, miền Trung nước này trả lời phỏng vấn hãng tin NBC News, ngoại trưởng Amirad Dolahian nêu rõ, thiết bị bay không người lái xuất phát từ bên trong Iran và bay được vài trăm mét trước khi bị bắn hạ. Ông cho biết vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong cho Iran và hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy mối liên quan giữa các thiết bị này với Israel. Tuy nhiên, ông cảnh báo Iran sẽ có biện pháp đáp trả nếu Israel có hành động đi ngược lại lợi ích của Iran. Trước đó, hãng tin FAS cho biết đã có 3 tiếng nổ gần căn cứ không quân Sekari gần thành phố Isfahan sau những báo cáo chưa được xác nhận về các cuộc tấn công của Israel vào Iran. Iran tuyên bố đã bắn hạ một số thiết bị bay không người lái. Tư lệnh cấp cao của quân đội Iran Siavos Mihandos khẳng định tiếng nổ tại Isfahan là do các hệ thống phòng không của thành phố được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu khả nghi và vụ việc không gây thiệt hại nào đối với nước này. Tuy nhiên, phía Israel chưa có bình luận gì về thông tin trên. Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen và Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo đã hối thúc giảm gia tăng căng thẳng giữa Iran và Israel. Phát biểu tại họp báo ở sân bay La Penranta, Đông Nam Phần Lan, bà von der Leyen kêu gọi nỗ lực hết sức để đảm bảo tất cả các bên kiềm chế, không gia tăng căng thẳng tình hình trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc ổn định khu vực. Về phần mình, ông Oppo bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tránh các cuộc tấn công đáp trả trong khi đó, Iraq cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tấn công nhằm vào thành phố Isfahan. Do lo ngại tình hình an ninh, hãng hàng không Lufthansa của Đức đã tạm dừng các chuyến bay đến Israel, Iraq và Jordani cho đến sáng 20 tháng 4. Theo người phát ngôn của Lufthansa, các chuyến bay đến Tel Aviv, Israel, Ebin ở Iraq và Amman ở Jordani đã bị hủy cho đến 5 giờ, theo giờ GMT, tức 12 giờ giờ Việt Nam do tình hình hiện tại. Lufthansa khẳng định coi an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu. Australian Airlines, công ty con của Lufthansa, cũng đưa ra quyết định tương tự để đánh giá lại tình hình an ninh. Trong khi đó, Swiss, một công ty con khác của Lufthansa, cũng thông báo tạm dừng các chuyến bay Zurich-Tel Aviv cho đến ngày 25 tháng 4. Giải thích về quyết định này, hãng cho biết việc hủy chuyến bay nhiều lần trong thời gian ngắn gần đây đã gây khó khăn cho hành khách. Do đó, biện pháp này nhằm đảm bảo sự ổn định cho khách hàng và phi hành đoàn. Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 1980 sau khi sinh viên Iran tràn vào Đại sứ quán Mỹ năm 1979 và bắt giữ hơn 50 người Mỹ làm con tin. Mỹ cũng cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Syria vào năm 2012 trong bối cảnh nội chiến ở Syria dù vẫn tiếp tục viện trợ nhân đạo cho nước này. Trong khi đó, Israel có quan hệ chính thức với năm quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, Bahrain, Ai Cập, Jordani, Maroc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ba trong số những mối quan hệ chính thức đó được thiết lập vào năm 2020 với việc ký kết Hiệp định Abraham. Năm 2020, Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Maroc đã ký Hiệp định Abraham, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa ba quốc gia và Israel. Các hiệp định được coi là tiến bộ trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia này, nghĩa là bất chấp những khác biệt, họ vẫn duy trì quan hệ chính thức với nhau. Vì Mỹ duy trì nhiều mối quan hệ với các nước Trung Đông hơn Israel, nên mỹ đã đóng vai trò là nhà đàm phán giữa israel và các quốc gia khác theo bài phân tích của gul international forum diễn đàn vùng vịnh quốc tế về mặt lịch sử mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bối cảnh chính trị của trung đông bắt đầu từ thời kỳ chiến tranh lạnh và tiếp tục cho đến cuộc chiến chống lực lượng cực đoan tuy nhiên trong những năm gần đây sự tham gia tích cực và ảnh hưởng của washington đối với trung đông và các quốc gia vùng vịnh đã giảm đi rõ rệt nói cách khác mặc dù về mặt kỹ thuật vẫn hiện diện trong khu vực nhưng Washington ngày càng quyết định đứng bên lề hệ sinh thái chính trị phức tạp ở Trung Đông, đặt ra câu hỏi về tương lai của nước này trong khu vực và nhận thức của thế giới Ả Rập về ảnh hưởng của nước này. Ảnh hưởng suy giảm của Mỹ ở vùng vịnh có thể do nhiều yếu tố khác nhau. Một lý do đáng chú ý là sự thay đổi đáng kể trong động lực quyền lực khu vực khi các chủ thể mới đang nổi lên để lấp đầy khoảng trống an ninh mà Mỹ để lại. Sự can dự quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, sự mở rộng ảnh hưởng của Iran ở Iraq, Syria và Liban đã làm thay đổi cán cân quyền lực thường theo hướng bất lợi cho chính sách đối ngoại của washington những chuyển đổi kinh tế cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt sự hiện diện của mỹ sự bùng nổ của công nghệ dầu thủy lực hay còn gọi là fracking và sự gia tăng sản lượng dầu đi kèm ở cả mỹ và từ các quốc gia khác ngoài trung đông đã làm giảm sự phụ thuộc của mỹ vào khu vực về dầu khí phản ứng của thế giới ả rập trước vai trò ngày càng suy giảm của mỹ trong khu vực rất đa dạng nhiều quốc gia trong khu vực bày tỏ sự nhẹ nhóm trước sự suy giảm ảnh hưởng của mỹ tuy nhiên các nước khác trong khu vực có chung mục tiêu chính sách đối ngoại của washington và lo ngại hơn nhiều về việc mất đi sự ổn định và an ninh mà sự hỗ trợ vững chắc của mỹ thường mang lại các quốc gia trung đông biện cưỡng nhất khi thấy mỹ ra đi thường là những quốc gia có mối liên hệ với iran theo một cách nào đó vì họ coi iran và các đối tác phi nhà nước là những người hưởng lợi chính từ việc mỹ rút quân mặc dù một số quốc gia như ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đã tìm cách cải thiện quan hệ với iran nhưng họ vẫn lo ngại về hậu quả của hành vi không được kiểm soát của iran ảnh hưởng suy giảm của mỹ đặt ra một số thách thức đối với vùng vịnh cả về chính trị và an ninh trong quá khứ mỹ có ảnh hưởng lớn ở trung đông tuy nhiên ngày nay rõ ràng mỹ đã có ít ảnh hưởng hơn đối với các chính phủ trong khu vực cả ở vùng vịnh và trung đông môi trường này tạo ra một thách thức đáng kể cho mỹ tương lai chính sách vùng vịnh của nước này chưa được chắc chắn nhưng rõ ràng họ cần có các biện pháp duy trì vị thế của mình trong khu vực hơn nữa, nếu muốn duy trì ảnh hưởng không dựa vào vũ lực, nước này có thể sẽ tái tập trung nỗ lực trong khu vực vào các yếu tố quyền lực mềm như ngoại giao, thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế và thúc đẩy phát triển khu vực. Theo Reuters, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ quân sự Kansu, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 50 km về hướng nam. Hai nguồn tin của hãng tin cho biết, vụ nổ xảy ra, nghi là một đòn không kích tại căn cứ quân sự của các nhóm thân Iran tại Iraq đêm ngày 19 tháng 4. Nhiều người đã bị thương sau vụ nổ trên. Lực lượng huy động nhân dân PMF hay còn gọi là Hashet Asabi của Iraq, một tổ chức an ninh chính thức cho biết vụ nổ xảy ra tại sở chỉ huy của họ, gây thiệt hại vật chất và thương tích. PMF đang điều tra vụ việc. Các nguồn tin tại bệnh viện ở thành phố Hila gần đó cho hay, một thành viên PMF thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ. Tuy nhiên chưa có nhóm nào lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm. Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngay sau đó đã phủ nhận thông tin Washington liên quan đến sự việc. Cơ quan này cho biết không tiến hành cuộc không kích nào ở Iraq trong ngày. PMF là liên minh dân quân do chính phủ Iraq hậu thuẫn, được thành lập từ năm 2014 nhằm phục vụ cuộc xung đột chống IS tự xưng. Mạng lưới này bao gồm khoảng 67 nhóm vũ trang hoạt động trên lãnh thổ Iraq với tổng cộng khoảng 230.000 dân quân phần lớn là các nhóm Hồi giáo CIA, cùng với các lực lượng Hồi giáo Sunni, Thiên Chúa Giáo và dân tộc thiểu số Yazidi. PMF về lý thuyết là một phần của lực lượng vũ trang Iraq và nằm dưới quyền chỉ huy của Thủ tướng Mohamed Sia al-Sudani, người giữ cương vị Tổng Chỉ huy Quân đội. Tuy nhiên, PMF cũng được coi là nhóm vũ trang CIA, chịu chi phối bởi Iran, có nhiều hoạt động lệch khỏi chủ trương của Baghdad. Trong một diễn biến liên quan khác, Mỹ và Anh trước đó đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran sau vụ nước này phóng tên lửa vào thiết bị bay không người lái tấn công Israel đêm ngày 13 tháng 4. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nước này trừng phạt 16 cá nhân và hai thực thể tham gia vào việc sản xuất máy bay không người lái của Iran, bao gồm các loại động cơ dùng cho các máy bay không người lái xa được sử dụng trong vụ tấn công trên. Bên cạnh các lệnh trừng phạt đối với chương trình máy bay không người lái, Mỹ cũng đang trừng phạt 5 công ty cung cấp linh kiện cho ngành thép của Iran. Trong khi đó, Anh cũng thực hiện các biện pháp tương tự nhằm vào một số tổ chức quân sự, cá nhân và cơ quan Iran tham gia ngành công nghiệp sản xuất UAV và tên lửa đạn đạo của nước này. Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu, EU thông báo sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận mới đối với Iran sau vụ tấn công Israel. Tuy nhiên, EU chưa công bố các biện pháp trừng phạt cụ thể. Các vụ nổ ở Iran hôm 19 tháng 4 được cho là kết quả cuộc tấn công trả đũa của Israel, dù cả hai bên đều chưa xác nhận việc này, giữa lúc tương lai khu vực tiếp tục bất định theo hãng tin fast của iran ba vụ nổ được ghi nhận tại khu vực gần sân bay ở thành phố isfahan thuộc tỉnh cùng tên của nước này và một căn cứ quân sự chuẩn tướng siavas mihandoos sĩ quan quân đội cấp cao ở isfahan nói âm thanh lớn mà người dân nghe thấy xuất phát từ việc hệ thống phòng thủ bắn vào mục tiêu trên không chứ không phải vụ nổ trên mặt đất tehran dường như đã nỗ lực hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự vụ và vai trò của israel hãng tin tasnim dẫn các nguồn thạo tin bác bỏ thông tin cho rằng Iran bị tấn công từ bên ngoài lãnh thổ. Bên cạnh đó, các quan chức Iran được truyền thông nước này dẫn lời cũng mô tả sự vụ là hành động của những kẻ xâm nhập, không phải xuất phát từ Israel nên Tehran không cần thiết phải trả đũa. Mới đây, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik rằng đã có những cuộc liên lạc qua điện thoại giữa lãnh đạo Nga và Iran, các đại diện của chúng tôi và Israel. Chúng tôi đã xác định rất rõ ràng trong các cuộc trao đổi này và truyền đạt cho phía Israel rằng Iran không muốn gia tăng căng thẳng. Ông Lavrov lưu ý rằng tất cả chuyên gia đều đưa ra cùng một lời giải thích về phản ứng của Iran trước cuộc tấn công mà Tehran cho là do Israel thực hiện nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria vào đầu tháng 4. Ông Lavrov nói thêm: "Tôi hy vọng tôi không nhầm rằng cuộc tấn công gần đây của Israel vào các mục tiêu ở Isfahan là một hành động đáp trả phản ứng đó." Theo truyền thông phương Tây, Israel được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa có giới hạn nhằm vào các mục tiêu ở Iran vừa qua. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga đang nghiên cứu chi tiết về vụ tấn công nhằm vào Iran và còn quá sớm để bình luận cho đến khi bản chất của vụ việc trở nên rõ ràng. Ông Peskov nhấn mạnh, trong mọi trường hợp, bất kể tình hình thế nào, chúng tôi tiếp tục ủng hộ sự kiềm chế của các bên và từ chối các hành động có thể gây gia tăng căng thẳng hơn nữa ở một khu vực vốn khó khăn như vậy. Theo ông Peskov, việc gia tăng căng thẳng hơn nữa đều không có lợi cho bên nào. Vì vậy, Nga ủng hộ giải quyết mọi bất đồng bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Trong trường hợp nếu xảy ra chiến tranh khu vực, Iran không chỉ phải đối mặt với Israel, mà có thể là cả với các đồng minh của Israel vốn đã kề vai sát cánh với Israel trong việc bắn hạ thiết bị không người lái và tên lửa Iran tối hôm 13 tháng 4. Trước một lực lượng hùng hậu như vậy, Iran rõ ràng ở thế yếu trong cán cân so sánh sức mạnh. Chưa nói tới, nước này đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề khó khăn về kinh tế xã hội ở trong nước đối với israel việc giải quyết cuộc xung đột tại gaza quan trọng hơn việc mở rộng thêm các cuộc xung đột khác phải căng ra chiến đấu trên nhiều mặt trận